Con đi theo em Hiếu à? Ôi rồi ôi, con nghiện à? Nghiện đi chơi với em Hiếu à? Đi. À, le copa c'est le jouet. À thôi rồi, anh ấy nhớ là có trò chơi ở đâu, đồ chơi ở đâu mà em Hiếu biết. Ở đâu có đồ chơi mà em Hiếu biết. Anh đang khoe là em Hiếu biết chỗ có đồ chơi. Ở đâu, nó bảo là xa lắm. Hay là hôm nọ nó chơi với ai ở ngoài trèo à? Không, ở trong nhà cháu. Ở trong nhà mình ấy hả? À, thảo nào. Rồi đấy, cho vào chơi với em Hiếu đó. Cháu về nhà chưa? Cháu ra ngoại. À, cháu ra ngoại gì? Rồi cho đi vòng. Nhưng mà cháu ra cho lâu không thì cháu về. Ôi dồi ôi. Con ơi, em ra em ăn cơm ở ngoài nhà, ở nhà ông ngoại em cơ mà. Con có đi theo được không? Thế con có chơi ngoan không? Buổi tối nát nữa năn huy tông mà. Đêm xuống rồi mẹ em ra ngoài ông ngoại em ăn cơm cơ mà. Thế con ở nhà nhá. Hay anh Hiếu, em Hiếu giúp cho đi một vòng ngắn ngắn thôi, xong rồi con quay về nhá, để em Hiếu con ra ông ngoại ông Hiếu ăn. Em Hiếu ăn cơm nhá. Nhá, con không đi, con không đòi đi chơi lâu với em Hiếu nhá. Nếu không là em Hiếu lỡ, em Hiếu ra ông ngoại bị muộn nhá. Nhá. Thế con muốn ra ngoài đấy thì đêm thì làm thế nào? Nát đó con ngủ gật giống hôm trước thì làm thế nào? Phở lê vít có nghĩa là phải đi nhanh. Thế con đi chỉ một chút thôi xong con quay về nhá. Ôi gì thế kia? Ôi gơ vang ngon lành thế. Chào tạm biệt mẹ nhanh thế.